kính thưa các khán thính giả của phong tản mạn trong bản tin ngày hôm nay chúng tôi sẽ gửi tới các bạn một số bình luận quốc tế về ảnh hưởng của cuộc chiến Ukraine với xuất khẩu vũ khí nga từ nay về sau có thể nói hình ảnh các vũ khí hiện đại của nga bị phá hủy bị bỏ lại trong cuộc chiến ở Ukraine đang đặt ra câu hỏi lớn về chất lượng và độ tin cậy của khí tài quân sự do nga sản xuất một báo cáo gần đây của viện nghiên cứu đông nam á hay còn gọi là viện Yusup Yisak có trụ sở tại Singapore đánh giá rằng xung đột đã làm tổn hại đến danh tiếng của thiết bị quốc phòng Nga ở Đông Nam Á, từng đóng góp nguồn thu đáng kể cho quốc gia này. Nga là nước xuất khẩu vũ khí lớn nhất Đông Nam Á trong hai thập kỷ qua, nhưng kể từ năm 2014, giá trị hàng hóa quốc phòng của nước này bán cho khu vực đã bị giảm mạnh. Theo tác giả của báo cáo, ông Jan Storey, thành viên cấp cao tại Viện Nghiên cứu Đông Nam Á, cuộc chiến ở Ukraine sẽ khiến ngành công nghiệp quốc phòng của Nga gặp khó khăn trong việc khôi phục doanh số và có khả năng dẫn đến việc giảm sản lượng xuất khẩu vũ khí tới Đông Nam Á. Hoạt động kém hiệu quả của các lực lượng vũ trang Nga trên chiến trường đã gây ra thiệt hại đáng kể cho danh tiếng của khí tài quân sự do Nga sản xuất, ông Storey nói. Ví dụ như đầu tháng 4, quân đội Ukraine ra tuyên bố lực lượng phòng không của họ đã bắn rơi một máy bay tiêm kích đa năng Su-35S tại tỉnh Kharkov, đông bắc nước này. Các hình ảnh kèm theo đã chứng nhận sạc máy bay được trang bị hệ thống gây nhiễu l 265M Khibinui M ở đầu cánh và tấm chắn nhiệt ở cánh đuôi ngang. Những đặc điểm chỉ có trên Su-35, viên phi công nhảy dù thành công và bị bắt sống ngay sau đó. Phía Nga đã không xác nhận thiệt hại này do Ukraine tấn công, nhưng dù là vì lý do gì, Su-35 đã rơi. Việt Nam được cho là đang xem xét việc mua sắm Su-35. Mặc dù vậy, sự cố này sẽ ảnh hưởng đến quyết định mua sắm của họ ở mức độ nào thì vẫn phải xem thêm. Story bình luận. Đặc biệt vào ngày 14 tháng 4 tại Biển Đen, các lực lượng vũ trang Ukraine tuyên bố đã sử dụng tên lửa hành trình Neptune đánh chìm tuần dương hạm tên lửa Moscow. Phía nga đã không xác nhận điều này và chỉ nói rằng tàu bị hỏa hoạn rồi chìm do điều kiện thời tiết trong quá trình lai dắt về quân cảng. Thế nhưng việc một chiến hạm hơn một vạn tấn bị chìm vì hỏa hoạn hay là bị tấn công đều là điều không thể tin nổi trên thế giới. Đó là chưa kể. Moscow là sói hạm của hạm đội Biển Đen, từng được mệnh danh là sát thủ tàu sân bay, được tạo ra để tiêu diệt cụm tàu sân bay xung kích. Thế mà nó bị quật ngã bởi một vụ hỏa hoạn ư. Không chỉ có vậy, còn vô số vũ khí hiện đại của Nga bị phá hủy trên chiến trường, bao gồm xe tăng T-72B và T-90 mà Việt Nam, Lào đã nhập khẩu. Xe chiến đấu bộ binh BMP-3 được Indonesia mua và các dòng trực thăng vận tải Mi-8, Mi-17 tiêm kích Sukhoi được sử dụng bởi nhiều quốc gia Đông Nam Á. Vậy lý do dẫn tới thiệt hại lớn trên chiến trường của vũ khí Nga là gì? Jan Storey cho rằng lý do là rất nhiều nhưng không phải tất cả đều liên quan tới chất lượng sản xuất. Nạn tham nhũng phổ biến trong lực lượng vũ trang dẫn đến nguồn ngân sách hiện đại hóa bị biển thủ là một trong các lý do Storey chỉ ra. Ông Zachary Abuza tới từ Đại học Chiến tranh Quốc gia có trụ sở tại Washington cho rằng thất bại không phải do vũ khí trang bị mà là do chiến thuật chiến đấu của quân đội Nga sự lãnh đạo kém cỏi quân đội thiếu động lực và những giả định sai lầm đằng sau việc đưa ra quyết định tham chiến thiết bị quân sự của nga luôn có tiếng là giá cả phải chăng đáng tin cậy hiệu suất cao nhưng giờ đây abuja cho rằng điều đó đang được chứng minh là không đúng lắm để bù đắp cho những thiệt hại nặng nề của mình trên chiến trường moscow có thể chỉ đạo tổ hợp công nghiệp quốc phòng tái trang bị cho lực lượng vũ trang các vũ khí khí tài được sản xuất cho nhiệm vụ xuất khẩu nhưng điều này sẽ dẫn đến sự chậm trễ trong giao hàng và có thể bị khách hàng hủy bỏ hợp đồng làm tổn hại tới danh tiếng của tổ hợp công nghiệp quốc phòng về độ tin cậy. Ông Storey cho biết. Bên cạnh đó, khó khăn lại càng trong chất đối với nga khi mà các cuộc đàm phán cung cấp vũ khí bị đình trệ bởi đại dịch Covid-19 có vẻ như không thể khởi động lại. Colin Cole, nhà nghiên cứu tại tài chính quốc tế Raja Nam của Singapore cho biết, Việt Nam là một trong những quốc gia mua sắm nhiều vũ khí nga nhất nhưng Covid-19 đã khiến các cuộc đàm phán bị đình trệ đặc biệt là kế hoạch mua thêm tàu hộ vệ Gepard. Cho tới trước cuộc chiến Ukraine, Nga là nhà xuất khẩu vũ khí lớn thứ hai thế giới sau Mỹ. Tại khu vực Đông Nam Á, vũ khí Nga đứng số 1. Trong hơn 20 năm, từ 2000 tới 2021, giá trị xuất khẩu vũ khí Nga tới khu vực này là 10,87 tỷ đô la Mỹ. Tiếp theo mới đến Mỹ 8,4 đô la Mỹ, Pháp 4,3 tỷ đô la Mỹ, Đức 2,94 tỷ đô la Mỹ và Trung Quốc là 2,9 tỷ đô la Mỹ. Các khách hàng quan trọng nhất của Nga ở Đông Nam Á bao gồm Việt Nam, Myanmar, Malaysia và Indonesia. Ngay cả một số quốc gia có truyền thống lâu đời mua vũ khí Mỹ như Thái Lan, Philippines cũng chuyển hướng sang mua trực thăng Nga trong mấy năm qua. Nga đã bán cho các nước ở Đông Nam Á đầy đủ danh mục thiết bị quân sự, từ máy bay chiến đấu, tàu ngầm, xe tăng tới vũ khí cỡ nhỏ với giá cả phải chăng nhất, rẻ hơn nhiều so với các loại được sản xuất ở Mỹ và châu Âu. Ngoài ra, các công ty quốc phòng Nga sẵn sàng chấp nhận thanh toán một phần bằng hàng hóa theo đuổi việc hợp tác sản xuất, chuyển giao công nghệ. Nga cũng không tính tới cái gọi là nhân quyền như Mỹ và châu Âu khi bán vũ khí tới các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á. Ngoài giá trị nhận thức bị hạ thấp, ngành công nghiệp quốc phòng Nga cũng phải đối mặt với nhiều mối đe dọa khác. Các biện pháp trừng phạt kinh tế do Mỹ, các nước châu Âu và châu Á áp đặt sẽ khiến các công ty quốc phòng của Nga gặp khó khăn trong việc thực hiện các giao dịch tài chính bao gồm cả việc nhận thanh toán từ khách hàng nước ngoài các biện pháp kiểm soát xuất khẩu quan trọng không kém mà nga bị áp đặt sẽ hạn chế khả năng tiếp cận của tổ hợp công nghiệp quốc phòng với công nghệ tiên tiến quan trọng để sản xuất vũ khí hiện đại mà bản thân nga không thể sản xuất hoặc dễ dàng mua từ các nước khác chúng bao gồm các chất bán dẫn vi điện tử máy móc công cụ và phần mềm điều này không chỉ ảnh hưởng đến việc sản xuất thiết bị quân sự cho các lực lượng vũ trang nga và khách hàng nước ngoài mà còn ảnh hưởng tới việc cung cấp phụ tùng đạn dược, các gói nâng cấp trang bị cho khách hàng hiện tại. Do đó, các khách hàng có thể quyết định chuyển sang các nguồn khí tài quân sự đáng tin cậy hơn, Story cho biết. Trong khi đó, chuyên gia Colin Core cũng cảnh báo rằng tất cả các quốc gia Đông Nam Á đang phụ thuộc vào Nga về vũ khí khí tài sẽ dễ bị ảnh hưởng bởi khả năng gián đoạn nguồn cung phụ tùng thay thế. Với một vài trường hợp ngoại lệ, hầu hết các khách hàng vũ khí Nga phụ thuộc rất nhiều vào Moscow để mua phụ tùng thay thế như một phần dịch vụ hỗ trợ sau bán hàng. Ở đây chúng tôi đang nói về gián đoạn tiềm tàng trong khả năng hoạt động và tính sẵn có của tài sản quân sự có giá trị lớn như máy bay chiến đấu và việc loại bỏ chúng do thiếu phụ tùng không phải là giải pháp khả thi. Vì điều đó để lại những khoảng trống đáng kể trong trường hợp không có phương án thay thế kịp thời, chuyên gia Colin bình luận. Dù vậy, các quốc gia sở hữu vũ khí Đông Nam Á được dự đoán là sẽ làm hết sức mình để bảo tồn kho phụ tùng thay thế hiện có và có thể giảm tần suất hoạt động nhằm giảm hao mòn, giữ chúng hoạt động lâu hơn và giảm nhu cầu về công tác bảo dưỡng nặng nhọc. Trong khi đó, họ có khả năng cố gắng tìm kiếm các nguồn thay thế, nhưng ngay cả các nguồn thay thế phụ thuộc vào Nga cũng có khả năng ưu tiên nhu cầu của riêng họ trước khi tính tới việc xuất khẩu, vị chuyên gia này nêu quan điểm. Ông nói thêm rằng, Ấn Độ có thể trở thành nguồn cung cấp phụ tùng tiềm năng cho thiết bị của Nga, vì các ngành công nghiệp quốc phòng của chính họ trong những năm gần đây đã tìm cách sản xuất một số mặt hàng theo giấy phép. Ấn Độ đã lên kế hoạch thay thế, chủ yếu tập trung nhiều hơn vào các vũ khí của quân đội Ấn Độ ví dụ như đảm bảo cho lực lượng máy bay Su-30 đông đảo nhất thế giới để ngăn chặn tình trạng thiếu hụt có thể xảy ra bất cứ lúc nào, vị này bình luận. Ông Kho cũng cho rằng, phụ tùng thay thế là nguồn thu quan trọng với Moscow, đặc biệt khi xem xét mức độ bảo dưỡng nói chung mà thiết bị của Nga yêu cầu so với các thiết bị tương đương của phương Tây. Trong bối cảnh đó, các chuyên gia của Mỹ đang đặt câu hỏi về khả năng đầy bất ngờ. Triều Tiên có thể trở thành nhà cung cấp vũ khí tiềm năng? Ông Abuja tới từ Đại học Chiến tranh Quốc gia ở Washington cho rằng triều tiên có khả năng sẽ cố gắng tham gia thị trường vũ khí ở đông nam á tôi không muốn nói ra điều này nhưng triều tiên có thể cố gắng thâm nhập vào thị trường khu vực vì họ sản xuất vũ khí và đạn dược từ thời liên xô ông abuja bình luận thật vậy đây cũng có thể là một nguồn cung phụ tùng đạn dược cho vũ khí trang bị thời liên xô mà vẫn được nhiều quốc gia đông nam á sử dụng tất nhiên việc này cũng tiềm ẩn nguy cơ lớn vì triều tiên vẫn đang bị áp đặt lệnh trừng phạt ngặt nghèo từ mỹ và liên hợp quốc do chương trình hạt nhân của mình thế nên bất cứ hợp đồng xuất nhập khẩu vũ khí nào từ triều tiên bên mua cũng có thể hứng chịu lệnh trừng phạt gay gắt nhất. Nói chung, cuộc chiến tranh mà Nga gây ra ở Ukraine đang để lại hệ lụy lớn không chỉ cho Moscow mà còn cho các khách hàng, các đối tác về kinh tế quốc phòng với Liên bang Nga. Bên cạnh đó, cuộc chiến này cũng mang tính cảnh báo với một số quốc gia phụ thuộc vào nguồn cung duy nhất về vũ khí trang bị, cũng như việc phát triển nền công nghiệp quốc phòng trong nước. Biết đâu, trong cái rủi có cái may, chiến tranh Nga-Ukraine sẽ trở thành động lực thúc đẩy nền công nghiệp quốc phòng nội địa ở khu vực Đông Nam Á bản tin ngày hôm nay tới đây là kết thúc các bạn thấy hay hãy cho chúng tôi một like comment chia sẻ đăng ký và nhấn chuông để ủng hộ kênh cảm ơn các bạn